Không có năng khiếu vẫn có thể giỏi được. Chúng ta cần phải cần cù các bạn ạ. Cần cù bù thông minh thôi. Bây giờ nếu như mà mình không có 1% năng khiếu và thông minh, vậy thì mình phải bù lại bằng 99% sự cần cù, chịu khó, kiên nhẫn. Độ thành công của các em nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ, nhớ nhá. Học không phải chỉ vì mình, học là vì gia đình mình. Nếu như nhà các em giàu rồi, các em phải về để gánh vác cơ nghiệp của gia đình. Nếu như nhà em chưa giàu thì các em phải, các em phải cố gắng lên học tập tốt hơn. Chúng ta không nên bận tâm quá nhiều về những số tiền mà bạn bè đồng trang lứa đang kiếm được. Đôi khi nó khiến các bạn trở nên áp lực, đúng không? Điều quan trọng nhất không phải là người khác, họ đang làm gì, mà là bạn đang làm gì cho cuộc sống của mình. Đấy mới là điều quan trọng. Nếu như mà cái thời gian bạn dành để buồn phiền, rồi để so sánh, rồi là để cảm thấy đời bất công đó, bạn dành để học, để trau dồi kiến thức, để chăm chỉ làm việc, để phát triển bản thân mình, thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ thay đổi. Mang mang xi hoang ni mang mang de jin mi mang mang liao zi ji mang mang he ni zou zai yi qi mang mang wo xiang pei he ni mang mang ba wo gei ni. Cả một ngày chúng ta đều công bằng với nhau, một ngày đều có 24 giờ giống nhau, nhưng tại sao có những người thì tốt? Xin lỗi các bạn, được mang tên nỗ lực. Người ta già, người ta học, còn bạn ôm cái điện thoại, bạn chơi Facebook, chắc ăn người ta sẽ có thành tựu. Người ta học nghiêm túc, còn bạn học một cách lơ đễnh, chắc ăn người ta sẽ có thành tựu. Người ta già, người ta lúc này tập trung học, còn bạn vẫn quan tâm đến câu chuyện được mang tên là gì? Dạ, đó là giấc ngủ. Người ta sẽ có thành tựu, bạn thì không. We live in a world where anyone has the right to say anything that they want about you at any time. But just please remember that you have the right to prove them wrong. Rồi sẽ đến một ngày tụi mình ngồi ở chiếc ghế mà ông bà mình vẫn ngồi. Đến lúc đó thì mỉm cười vì trọn vẹn, hay là hối tiếc vì những chuyện đã không làm, đều là do bản thân chúng ta ngày hôm nay quyết định. So sánh một đứa trẻ này với một đứa trẻ khác là sự xúc phạm ghê gớm. Chúng ta đang thường xuyên làm điều này và không quan tâm đến cảm xúc của những đứa trẻ. Dễ thấy nhất này, điều 5-6 giờ về: con hôm nay được bao nhiêu điểm? Dạ mẹ, hôm nay con được 9 à. Ôi con trai mẹ ngoan cả, thế lớp có đứa nào được 10 không? Chúng ta không quan tâm đến sự phát triển của đứa trẻ. Hôm qua nó được 7, hôm nay nó được 9, thế là phải ghi nhận nó chứ. Cái so với con là khác làm gì? Mình nên tập cách im lặng để mà lắng nghe, đúng không? Mình phải im lặng thì mình mới lắng nghe được chứ. Thì mình cứ tiếp thu thôi, ví dụ như cái nào hay thì mình tiếp thu. Có thể người ta họ nói 10 điều thì mình cái nào mà thấy phù hợp với cái khả năng của mình, với cái hoàn cảnh của mình thì mình tiếp nhận. Các bạn hãy nhớ điều này.
chúng ta sẽ không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Chúng ta sẽ không thể nào được tất cả mọi người yêu quý. Nhưng mà hãy thử nghĩ lại xem, chúng ta cũng đâu cần điều đấy. Một điều mới mỗi ngày, đừng cố gắng làm hài lòng tất cả những người khác. Ngay cả những người giỏi nhất và đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới cũng có nguyên một cái tập đoàn anti-fan theo sao. Thì chúng ta cứ tự tin là con người thật của chúng ta thôi. Cannot please everyone. Trên đầu không có ô nên phải chạy nhanh hơn người khác. Trước mặt không ai dắt nên nhất định phải nhìn đường thật lâu. Đằng sau không ai chống lưng nhưng tuyệt đối không được gục ngã. Sau này có thể mọi người sẽ quên em là ai, nhưng chính em sẽ không bao giờ quên được mình đã từng nỗ lực như thế nào. Đừng bao giờ tốn công giải thích đến một người nào không yêu thương bạn. Đó là một cái điều để giúp cho mình tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và sống bình yên tới giờ. Ngày xưa khi mình bị ai đó đặt điều gì, mình sẽ nhảy dựng lên và cả nhậu ẩm tỏi để chứng minh cho bản thân mình đúng. Còn giờ nhiều người hay hỏi mình là nếu bị vu oan, bị dựng chuyện thì sao. Mình trả lời là cứ tỉnh mơ đi. Vì những ai mà thực sự yêu thương mình á, mình nhiều khi không cần phải giải thích nữa. Vì một là họ sẽ nhìn vào cách mình sống để biết là cái điều đó đúng hay không. Hai là nếu họ đã thật sự quan tâm đến mình rồi thì họ sẽ hỏi thẳng mình luôn để mình giải thích cho họ nghe. Còn với những người mà đã thật sự không muốn hiểu, không muốn nghe bạn rồi, bạn càng giải thích càng chỉ khiến cho họ cố gắng moi móc, tấn công, làm đủ kiểu để chứng minh cho bạn sai. Và dù bạn có đúng đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ chả thay đổi được suy nghĩ của họ đâu, và chỉ làm cho mối quan hệ của cả hai ngày càng đi xa hơn, khủng khiếp hơn, tàn bạo hơn. Vậy thì phải tốn công làm gì cho mệt, đúng không? Điểm nhận biết cơ bản nhất của những người không yêu thương bạn là khi mà họ nghe một cái điều gì xấu về bạn, họ sẽ ngay lập tức tin và không cần kiểm chứng gì cả. Bạn đâu cần những người như vậy trong mối quan hệ, đúng không? Sống bình yên đi. Mình là Lép, một đứa trẻ không bao giờ lớn. Trời mưa mà không có ô ấy thì phải đi nhanh hơn, chạy nhanh hơn. Không có người chống lưng cho ấy thì từng bước đi phải thật cẩn trọng. Cuộc sống này là như vậy. Nếu như mà chúng ta không có gì cả, chúng ta phải dựa vào chính bản thân mình. Phải cố gắng nhiều hơn người khác rất nhiều, phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Nhưng mà khi chúng ta đứng trên đôi chân của mình ấy, nó là một sự vững vàng hơn rất nhiều. Bạn có đang phụ lòng chính mình mỗi ngày? Bạn lúc nào cũng mong muốn đọc sách rồi mua sách về hoặc tải sách về, đọc vài ba trang rồi lại thôi. Bạn lúc nào cũng trông bận rộn nhưng thực ra là toàn là phiền muộn. Chúng ta dành thời gian rất nhiều trên mạng xã hội, tải rất là nhiều thứ về và cho rằng hữu ích. Tải rất nhiều cho đến khi đầy bộ nhớ mà chẳng buồn muốn đọc. Rồi thấy người nào đó làm cái gì đó tốt, cái gì đó hay thì muốn bắt chước làm theo người đó. Hôm nay thích cái này, ngày hôm sau lại thích cái khác, rồi đổ thừa cho hai từ đam mê. Mà trong khi bản thân của mình không định nghĩa được hai từ đam mê là gì. Và đến bây giờ chúng ta cũng cam chịu sống trong cái chất độc trì hoãn và chờ đợi. Chúng ta thì luôn luôn rất vội vàng hối hả với những yêu cầu của người khác, nhưng lại trì hoãn với chính tương lai của mình. Rồi để những giấc mơ của mình được người khác chinh phục và bản thân vẫn cứ nằm mơ ước. Không bây giờ thì khi nào? Cô ơi, em toàn bị lười biếng và trì hoãn ấy, nên gần như từ lâu lắm rồi cuộc sống của em không có gì đột phá cả. Vẫn thế, chán lắm cô ạ. Này, thế trong người của em ấy khỏe hay là yếu? Em chả có bệnh gì nhưng mà dễ mệt lắm. Em lại còn dễ chán cơ. Bình thường buồn ngủ nhưng mà lúc cần ngủ thì lại mắt cứ thao láo ra. Em biết tại sao không? Tại vì em đã nói dối quá lâu rồi. Em còn nói dối gì đâu nhỉ? Em đã từng sống với cái kiểu ép mình phải làm những điều mà mình không muốn, không thực sự muốn. Và em cố gắng để thể hiện giống mọi người. Ở đây ấy, là em không chấp nhận được chính những cái cảm xúc thực sự bên trong của em. Em chỉ lười và chỉ hoãn những cái gì em không thật sự thích thôi. Tôi tìm mãi nơi phù du, bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.
Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình. So sánh con với bất kỳ ai hết, bởi vì con là con của mẹ. Con muốn giống ai hay là bản sao của ai hết. Những việc con làm bây giờ là bản thân con đã cố gắng hết sức rồi. Con thương mẹ.